Ok, giờ sẽ là kiểm tra thực hành Redfull. Chú dùng Postman demo Redfull của chú đi. Đầu tiên để mua internet trước. Nói to giúp anh. Internet. Lâu ấy nhỉ? Đây là đã lấy được toàn bộ dữ liệu ở trên. Ok, chú biết chú thiếu gì không? Dữ liệu trả về này thiếu gì? Dữ liệu trả về. Thiếu gì? Thiếu status code với message. Đúng không? Biết status code để gì không? Status code có nghĩa là thông báo thành công lỗi ạ. Message thì message là gì? Message thì nó là gửi một cái cũng như là một cái thông báo. Ừ, thế status code là số hay là chữ? Số. Ừ, ok. Chữ. Thiếu đây đúng không? Vâng. Demo các phần thứ khác đi. Tiếp theo là demo post. Không. Bây giờ là get get one cho anh. Get một một. Ok, thiếu gì nữa nhỉ? Vẫn thiếu status và message. Ok, tiếp đi. Tiếp theo là post. Post để làm gì? Post là để tạo mới một cái gì? Một cái gì? Tạo mới một cái tài nguyên đấy. Ok, tiếp đi. Đưa vô xem. Tạo mới thành công. Thiếu gì? Vẫn là status và message. Ok. Xóa giá trị của thằng salary đi. Xóa đi và xem lại cho anh. Ok. Nó bị sao đây? Nó tại sao trống không phải trống thế? Tại sao chú lại không kiểm tra lỗi là dữ liệu nhập vào phải bắt buộc điền, phải bắt buộc là có? Bây giờ lỗi này lỗi gì đây? Đây có phải là cái gì? Đây là lỗi. Từ cái phương thức post của này của chú là chưa ok, vẫn bị lỗi hiển thị ra, nó không trả về định dạng dữ liệu là di sơn đúng không? Đúng không? Nếu mà lỗi thì ít ra nó chú xử lý thì nó phải trả về định dạng dữ liệu JSON đúng không? Đúng chưa? Ok, bây giờ dùng test phương thức khác đi. Post xong rồi post. Post này chỉnh sửa dữ liệu. Cái to này của anh ấy. ID cái này không nhớ lại là mấy nhỉ? 4 phải. Không nhớ cái gì, không nhớ thì ghét lại có gì đâu. Xem thử. Mấy cái đằng sau này là cái gì? Cái này nó gửi mấy cái đây. Cái này nó là cái này. Đây là dữ liệu. Ok, thế update chưa? Chào update chưa? Update. Nó trả về dữ liệu vừa update rồi thầy. Đúng không? 23 BB CV gì đấy. Ok. Update rồi.
Bây giờ phương thức khác đi. Delete. Ừ. Delete luôn cái vừa xong. Ừ. Thiếu gì? Thiếu sở tốt. Nói to lên hỏi anh đi. Thiếu sở tốt và message đấy. Sở tốt code. Sở tốt code và message. Ok. Bấm gửi lại một lần nữa cho anh. Bị gì đây? Ừ. Not Đây là bị lỗi hay là bị định dạng dữ liệu cái gì đây? nó gửi về dữ liệu XML. Hay lắm. Đây, nó gửi về một page cho chú. Thế REST full API thì nó phải gửi về gì? Đi Đi sơn. sơn. Bây giờ nó gửi về cái gì đây cho chú? Trong bài là anh yêu cầu gửi hết về JSON đúng JSON không? đây gửi anh Đây nó gửi về cái gì đây? Nó gửi ra một cái page HTML đúng không? Thế tại sao lại bị như thế này? bởi vì cái vừa rồi mình xóa rồi, bây giờ xóa lại nó cái đường dẫn này nó không 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 có nữa. Ok. Để một phương thức path xem nào. Ok, hết giờ. Từ nãy giờ chú demo được những gì rồi? Demo được 4 phương thức là get, post, put và delete. Đã làm được gì? Có lấy được dữ liệu về và post tạo mới một dữ liệu mới và chỉnh sửa xóa được còn thiếu thông báo sở tốt code và message. Ok, thiếu sở tu code và message đúng không? Vâng. Trong dữ liệu trả về đúng không? Vâng. Và gì nữa? Lỗi gì? Bị lỗi gì? Lỗi là phải trả về định dạng JSON. Ừ, anh thấy chú có trả về định dạng dữ liệu JSON đây. Nhưng mà cái này Lỗi ở trường hợp nào? trường hợp mà chẳng hạn mà xóa xóa rồi xóa tiếp, Xóa rồi, xóa tiếp, xóa cái gì rồi? xóa một dữ một trường dữ liệu rồi xóa tiếp trường đấy vẫn cái này vẫn ID đấy, Thì tại sao lại sinh ra lỗi? bởi vì mình xóa rồi thì nó cái đường dẫn đến cái đấy nó sẽ không còn nữa. Đường dẫn đó. Cái dữ liệu đấy không còn nữa thì nó sẽ Thì sao? trả về là nó mất phanh, Trả về là not found ấy. trả về Thế là page 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 này nghĩa là không tồn tại. ok, thế là đúng hay sai? Vậy là vừa đúng vừa sai. Vừa đúng vừa sai. Em nghĩ là sai. Và một cái lỗi gì nữa? Lúc mình thêm ấy, để chống thì nó không 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 ấy, Không ấy là cái gì? không bắt lỗi nó, Không mất lỗi. không Tức là để chống ấy mà không bắt lỗi không chống. khi chú thêm mới Vâng. một thằng mà chú để chống các cái trường, Thì nó để chống không điền giá trị vào các cái trường mà bắt buộc đúng không? Thì của chú nó không thêm mới được. Và nó bị lỗi luôn. Nó không trả về cái định dạng JSON. JSON như anh mong muốn đúng không? Ok. Bây giờ hết 7 phút. Quá 7 phút rồi. Mà chú mới chỉ demo được test bằng Postman, anh còn chưa kịp xem code luôn. Chưa kịp xem code cái REST API của chú.
Mỗi một bài kiểm tra ấy, chỉ không quá 3 lần kiểm tra, anh sẽ lấy điểm lần cuối cùng, mặc dù cuối cùng của chú không không đạt được điểm qua trung bình nhá, anh vẫn lấy. Ok. Xong.